yêu và chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình. Mình là Phùng Thị Thu Phương, sinh viên lớp Happy khóa 2 của Đại học EDX. Tiếp tục với series sinh viên EDX học gì và làm gì sau này sau đại học. Thì ngày hôm nay với bộ môn Focus on Excellence, thì mình sẽ cùng tiếp tục với các video nói về các từ khóa, đồng thời là review buổi học và cũng như là nói về từ tương tác nhất. Thì trong cái video này thì mình sẽ nói về từ khóa mà mình tương tác nhất, cái từ khóa mà mình gọi là thấy nó tâm huyết nhất và mình thấy hay nhất ở trong buổi học trước, để đứng ở đây mình nói cho các bạn nghe về quan điểm của mình về từ khóa đó. Và cái từ khóa lần này mà mình chọn để nói trong cái video này đó chính là từ khóa học nhưng không output. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta tiếp nhận một cái thông tin, có thể là chúng ta học ở trên lớp, có thể là chúng ta đọc sách, có thể là chúng ta nghe một ai đó nói, hoặc có thể chúng ta tìm hiểu, chúng ta chủ động tìm hiểu. Nhưng khi chúng ta tiếp thu được rồi, chúng ta nghe được rồi, chúng ta đọc được rồi, và chúng ta được thực hành, được tìm hiểu, biết những kiến thức đó, mà chúng ta không thực hành, chúng ta không hành động, chúng ta không nói, không viết, không output ra. Output ở đây có nghĩa là chúng ta thể hiện nó ra bằng tất cả những cái khả năng của mình, bằng tất cả những cái ngũ quan của mình. Có thể là chúng ta hành động, nó thực hành theo cái bài giảng đó, hoặc chúng ta nói cái kiến thức đó ra, hoặc chúng ta viết cái kiến thức đó ra, hay là chúng ta chia sẻ với người khác. Thì khi đó chúng ta output. Nhưng khi mà chúng ta học mà không output thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào? Đó, thế thì theo mình tìm hiểu cũng như là một số cái vấn đề mà mình đang tồn tại và mình thấy nó đúng thì mình chia sẻ trong ngày hôm nay. Khi mà chúng ta tiếp nhận được một tri thức, hay chúng ta đọc sách, hoặc chúng ta có tìm hiểu, hoặc đã thực hiện qua, tức là lướt qua một chút, thì chúng ta tưởng là chúng ta đã có cái kiến thức về cái kỹ năng này, về cái phần kiến thức này, hay là về cái mảng nào đó, hoặc chúng ta biết thực hành cái gì đó. Thì khi mà chúng ta biết như vậy nhưng chúng ta chưa output ra nhé, nếu chúng ta chưa làm, chưa biết, chưa hành động, chưa làm gì hết ạ, thì chúng ta sẽ tưởng là tôi có rất nhiều kiến thức về cái mặt này. Và khi đó bản thân chúng ta, trong đời chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ, một cái sự khẳng định, đó là tôi rất giỏi về cái mặt này. Ok chưa? Thì khi đó con người chúng ta sẽ bị bệnh tự cao, bị bệnh tưởng là mình giỏi, nhưng thực ra mình chẳng biết cái gì hết. Nó làm cho mình có một sự ảo tưởng rằng mình biết, nhưng không, thực ra không phải thế. Cái điều này là chúng ta thể hiện cùng với người khác bằng cách là chúng ta nói rất nhiều, chúng ta nói nhiều về cái vấn đề đó, nhưng nói ở một cách chung chung và mơ hồ, nói không clear, nói không dứt khoát, nói không đúng, và thậm chí là nói sai mà chúng ta không hề biết. Và chúng ta đang, cái đầu chúng ta đã tự đánh lừa chúng ta là tôi rất rõ về cái kiến thức này, tôi rất rõ về cái mảng này, thậm chí tôi rất giỏi. Nên chúng ta cứ nói nhiều, chúng ta tưởng là mình giỏi. Chúng ta phải lùa gà những người xung quanh. Chứ bản thân là chúng ta không thể biết gì về kiến thức đó. Cái này là chúng ta nói rất là nhiều, nói nhiều về cái phần kiến thức đó nhưng lại không có kiến thức gì. Thì ngày hôm nay mình cũng vô tình được đọc được một cái status của thầy Nguyễn Tuấn rằng là đại khái là sách để lâu thì sẽ bị than rỉ, nước tù ở trong ao để lâu thì sẽ không còn sự trong lành. Và kiến thức thì khi mà chúng ta học và chúng ta đặt in ở trong não bộ, chúng ta không thực hành nó thì kiến thức này nó sẽ không còn là cái kiến thức nữa, mà nó sẽ đọng lại trong đầu chúng ta, là suy nghĩ lâu dài nó sẽ trở thành rác. Rác ở trong đầu chúng ta không phải là rác là bốc mùi hôi như kiểu là rác chúng ta sẽ nói được, mà nó sẽ làm đầy bộ nhớ. Chúng ta cứ mơ hồ về cái kiến thức đó, chúng ta có một cái bộ nhớ, một cái phần dự trữ, cái bộ nhớ của những cái phần rác đó, nhưng thực ra nó không để làm gì hết, nó không có tác dụng gì so với cái đầu của chúng ta. Bởi chúng ta nhận được và chúng ta thu nạp vào, chúng ta gỡ lại trong này nó chẳng có ý nghĩa gì hết, nó không ứng dụng gì trong cuộc sống chúng ta, không chúng ta chia sẻ, không chúng ta nâng cao giá trị bản thân, thì cái kiến thức đó nó vô dụng, mà vô dụng thì sẽ nhận rác rồi luôn. Khi mà chúng ta, nó cơ thể chúng ta là một bộ máy, khi chúng ta ăn vào mà chúng ta không cho ra ngoài thì cái cơ thể chúng ta đang dự trữ một cái lượng chất thải vô cùng lớn. Đó là cái mà giống như kiến thức thôi, chúng ta đặt vào thì chúng ta phải có output ra. Đấy. Thì cái kiến thức của mình cũng tương tự như đồ uống của thức ăn vậy, nó đi vào là đồ uống rất là sạch sẽ, đi vào là đồ ăn rất là ngon, nhưng mà khi đi ra thì nó không được như thế nữa, nó sẽ là một phần chất thải. Thì kiến thức của mình cũng vậy, khi mà chúng ta không sử dụng nó, khi chúng ta không output nó ra, khi chúng ta không viết được, không nói được rõ ràng và không cải thiện, không improve, không có sáng tạo cải tiến lên, thì lâu dần nó sẽ trở thành rác ở trong đầu chúng ta. Và cái rác này thì nó vô cùng là quan, nó vô cùng ảnh hưởng đến chúng ta. Bởi vì mình tưởng mình biết rồi đúng không? Khi mà mình đi chia sẻ với mọi người thì mình cứ phông bạt lên, mình cứ nói chân nhiều lên, nói chân to, gọi là cái từ trẻ đến cái từ đấy, thì vô hình chung nó sẽ đặt ra một sự ảo tưởng về cái kiến thức của mình không hề có. Chúng ta nói nhiều, nói liên tục về kiến thức đó, nhưng mình không biết được là cái đấy nó sẽ đang lại cho mình. Mình cứ nói FOMO như thế, thế là mọi người tưởng mình mình giỏi, các mình lại cứ hình tân bốc lên, là mình cứ càng nói mình lại càng sai, càng nói càng sai, làm cho mình tưởng là mình đang rất giỏi, tưởng là mình đang có kiến thức, tưởng là mình rất là đau to bối lớn, nhưng mà thực ra là không có cái gì hết, kiến thức của mình còn không, thậm chí là rất là kém. Đấy. Thì khi mà chúng ta học nhiều, chúng ta không output ra thì khá là nguy hiểm. Nó tạo cho mình cái thói quen không tốt, nó tạo cho cái bộ nhớ thế nào chúng ta có thêm cái sự chật chội, có thêm rác mà nó không giúp ích gì cho bản thân chúng ta, không giúp ích gì cho những người xung quanh. Hơn nữa thì cái việc mà chúng ta không viết ra này, không nói ra thì làm nữa, chúng ta không được logic, chúng ta cứ nặng vào não bộ, nặng vào liên tục mà không thoát ra ngoài, thì lâu dần não bộ chúng ta sẽ bị quá tải và bản thân chúng ta có khi cũng sẽ bị căng thẳng, bị stress bởi những kiến thức đi vào đầu mà không được lôi ra, nó sẽ vòng vo lại ở trong đầu, nó rất nhiều cái kiến thức của nó đã vòng quanh, nó trộn vào với nhau và chúng ta không nhận ra được cái sự nguy hiểm của nó. Chúng ta cứ gọi là não bộ đánh lừa, như mình chia sẻ thì chúng mình cứ tưởng là mình giỏi, cứ học thêm, thực ra nó chẳng có ích gì cả, nó chỉ làm cho đầu nó rối lên thôi. Và khi mà chúng ta cần lôi một cái kiến thức đó ra, đó là chúng ta thực hành, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta áp dụng trong cuộc sống, thì chúng ta không áp dụng được bởi chúng ta có bước đâu, chúng ta có nói ra đâu, không biết ra đâu, thì kiến thức đó không phải là chúng ta. Đó. Bản thân mình đã mắc một cái lỗi này trong một khoảng thời gian mình nghĩ là khá là dài, trong tầm 1 đến 2 năm, thì mình cứ học nhiều, mình được nghe nhiều, cái gì mình cũng tìm hiểu, rồi sau đó mình tưởng cái này mình biết rồi, cái này tôi rất là biết, và khi ai hỏi thì bản thân mình cũng rất tự tin nói cho người ta, nói về những cái mà mình nghe được, nhưng mà cũng không biết là cái kiến thức đó mình nói là đúng hay chưa, hay là mình nhớ nhầm, mình nói sai gì đấy. Vậy thì vô hình chung cái bản thân mình lúc đấy là đang bị não bộ đánh lừa và rất nhiều kiến thức của mình bị trộn vào nhau, cũng bị xoắn vào nhau, nó không rõ ràng. Mà khi mình cần lấy ra cái gì đó thì mình không thể nói ra được cái kiến thức của mình. Khi mà mình áp dụng thì mình không làm được, có nghĩa là khi mình nhìn thấy người ta như thế, mình biết là người ta đã không đúng, người ta đã có cái vấn đề này, vấn đề kia, nhưng khi mà mình bắt tay vào làm thì mình thậm chí còn tồi tệ hơn người ta, nên mình không tốt bằng người ta nữa. Đó, thì cái này bản thân mình đã trải nghiệm, cho nên mình hiểu rất là rõ là khi chúng ta tự tin vào cái gì đó thì thực ra chúng ta không hề tự tin. Tự tin có nghĩa là chúng ta không hiểu biết sâu sắc, chúng ta không có cái sự đào sâu về nó, chúng ta không output, bởi vì cứ nhồi vào đầu mà. Thì khi mà chúng ta nói được ra, như mình đã chia sẻ đây, thì mình mới hiểu được cái kiến thức như thế nào, và khi mà mình nói cho các bạn hiểu thì mới thực sự là kiến thức của mình, cái sự truyền đạt của mình mới tốt. Còn mình nói ra đây, mình cứ FOMO, mình cứ nói mà không có các bạn đã hiểu gì, thì đấy cũng là cái sự thất bại của mình. Và cái output này nó còn thể hiện những sự viết, trong cái sự viết lách của chúng ta nữa. Khi chúng ta viết được thành một câu chuyện, thì một đoạn văn, thành một câu, hay là thậm chí là một cuốn sách, thì nó cũng sẽ là kiến thức của chúng ta. Và chúng ta output rồi, chúng ta cho nó ra ngoài được rồi, thì cái kiến thức này đã thực sự đi vào chúng ta rồi đi ra. Hơn nữa là cái việc chúng ta giảng cho người khác, đây là một cách mà chúng ta dễ hiểu bài nhanh nhất. Nghĩa là khi mình giải cho các hiểu thì mình cũng hiểu được, mình hiểu rồi thì mình mới giải cho các hiểu, chứ đúng không? Vì khi mà người ta hỏi lại mình thì đấy là cái lúc mà mình học nhiều nhất này, mình chia sẻ kiến thức, cái sự hiểu biết sâu sắc của mình thực sự về cái vấn đề đó. Đấy thì cái mà mình chia sẻ trong cái video này đó chính là cái sự học mà không áp út, nó giống như cái sự ta đi ăn rất là nhiều mà không đi vệ sinh ra. Đấy thì nó làm cho cơ thể của ta bị tích trữ nhiều độc tố. Thì kiến thức khi chúng ta học vào thì chúng ta hãy tìm cách áp út nó ra bằng cách thực hành này, thực tập thông qua công việc, thông qua việc học của chính mình, hay là chia sẻ kiến thức giúp đỡ cho người khác người ta chưa hiểu về kiến thức đó, và hãy nói ra, viết ra liên tục. Và thế nếu thế vẫn chưa đủ thì hãy lặp đi lặp lại, nói lại nhiều lần để chúng ta vừa học được kiến thức đó, vừa tạo cho chúng ta thói quen excellent. Thì tất cả những cái kiến thức của mình thì đều liên quan đến cái sự focus on excellence đối với cái môn học của nó. Thì mình mong rằng cái video của mình ở đây sẽ giúp ích được cho một số bạn khi chúng ta đang có thói quen học nhiều thì chúng ta chưa nói ra, chưa chia sẻ ra, thì chúng ta hãy làm cái công việc này thường xuyên. Ok, và cái video của mình xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi video của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.